Các bạn đang xem trên tay tôi đó là bộ trong khớp tại tu của dòng xe Mitsubishi Lancer. Đây là Lancer 2001 2002 bộ trong khớp tại tu. Thì trong quá trình mà trong thời gian chạy trên đường thì chúng ta luôn phải đại tu máy, để ví dụ máy ăn xăng các thứ thì chúng ta phải đại tu lại toàn bộ hệ thống máy, thì nó thay toàn bộ hệ thống trong khớp. Thì đây một bộ bao gồm đầy đủ hệ thống trong khớp được chi tiết chúng tôi nhập khẩu từ Nhật Bản về phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì các bạn có nhu cầu mua phụ tùng dòng xe Mitsubishi Lancer thì vui lòng liên hệ phụ tùng Nam Việt. Chúng tôi chuyên cung cấp đầy đủ phụ tùng dòng xe Mitsubishi Lancer tại thị trường Việt Nam với giá thành để cực kỳ cạnh tranh.